Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món lạc rang mắm tỏi. Đây là một món ăn rất là phổ biến và vô cùng là đưa cơm. Mỗi hạt lạc rang thì đều được bao phủ bởi lớp mắm, tỏi, đường có vị ngọt và mặn. Ăn cùng với tỏi, ớt, rất là thơm ngon. Cách làm cũng vô cùng là đơn giản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ rang lạc. Mình rang lạc ở lửa vừa và liên tục đảo đều tay để tránh cho lạc bị cháy. Mình dùng một chiếc chảo không cho dầu ăn hay bất cứ một thứ gì khác các bạn nhé. Chúng ta rang lạc trong vòng 10 phút là lạc chín. Các bạn lưu ý là chúng ta luôn luôn phải đảo đều tay để tránh cho lạc bị cháy vỏ, và mình để lửa nhỏ để giúp cho hạt lạc được chín sâu vào bên trong. Nếu như chúng ta để lửa to thì phần vỏ lạc sẽ bị cháy xém, còn bên trong thì chưa chín. Sau khi lạc đã được rang chín thì chúng ta sẽ đổ lạc vào trong hai tờ giấy. Sau đó mình sẽ gói lạc vào trong hai tờ giấy này. Các bạn có thể dùng giấy hoặc là báo. Việc gói lạc ở trong giấy hoặc là báo như thế này sẽ giúp cho lạc được giòn hơn. Mình ủ cho đến khi lạc nguội đi các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ bỏ vỏ và rửa sạch một ít tỏi. Sau đó thì mình sẽ thái ngang những tép tỏi ra. Mình sẽ thái ngang các tép tỏi chứ không phải là đập dập các bạn nhé. Mỗi lát tỏi thì có độ dày khoảng 1 đến 2 mm như thế này. Chúng ta cố gắng thái thành những lát đều nhau. Tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo. Đun sôi dầu ăn lên.
tỏi vào để phi thơm ở trên lửa to các bạn nhé. Lưu ý là mình luôn đảo đều tay để tránh cho tỏi bị cháy. Khi tỏi đã được phi vàng đều thì chúng ta gắp tỏi ra một chiếc bát. Mình cũng gạn bớt mỡ ở trong chảo đi nhé. Chúng ta chỉ để lại một chút mỡ láng chảo như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ thêm vào trong chảo một chút nước mắm. Tiếp theo là một chút đường. Một xíu nước lọc. Các bạn lưu ý là chúng mình chỉ cho một chút nước lọc để cho đường tan ra thôi nhé. Mình cũng cắt vào trong chảo một chút ớt. Tùy vào khẩu vị của gia đình mình có ăn được cay hay không mà chúng ta cho nhiều ớt hay ít ớt các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật lửa to lên để cho hỗn hợp sôi. Tiếp theo mình cho lạc đã rang chín vào và đảo đều. Mình đảo cho đến khi hỗn hợp keo lại và bám đường ở xung quanh nhé. Lưu ý đảo đều tay để tránh cho lạc bị cháy nhé. Bởi vì hỗn hợp mình có cho thêm một chút nước cho nên là sẽ cần nhiều thời gian một chút để cho hỗn hợp thực sự là khô. Món ăn có vị mặn mặn ngọt ngọt và có một chút cay. Rất là dễ ăn các bạn ạ. Chúng ta sẽ cho toàn bộ phần tỏi đã phi thơm vào trong chảo và tiếp tục đảo đều.
Chúng ta chỉ đảo ở khoảng 15 đến 30 giây là món ăn hoàn thành rồi các bạn nhé. Món này chúng ta ăn nguội hoặc là ăn nóng với cơm đều ngon các bạn ạ. Các bạn thân mến, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món lạc rang mắm tỏi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.